Studio Display hút máu VL là cái câu mà mình thấy rất là nhiều Không chỉ ở trong video của mình mà cả của những video của những bạn reviewer khác nữa Của những bạn ở nước ngoài cũng có, ở Việt Nam cũng có, hay trên tinh tế cũng vậy Nhưng mà thật ra con Studio Display này nó thú vị lắm các bạn Nó có nhiều cái yếu tố hơn và nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ về cái mức giá 1699 đô đó Nhiều hơn là chỉ đơn giản so sánh về cái thiết kế hay là những cái công nghệ mà chúng ta hay bàn với nhau liên quan tới màn hình Cụ thể như thế nào đó? mời anh em xem trong cái video này ha Bây giờ mình sẽ nói trước về một trong những cái điểm mà khiến con Studio Display này nó trở thành Giải pháp gần như là duy nhất trên thị trường hiện nay Đó là cái độ phân giải 5K Những cái màn hình 4K hiện nay á, độ phân giải của nó là 3840 x 2160 Trong khi á, cái độ phân giải 5K này thật ra là 5120 x 2880 Tức là cái độ phân giải 5K á, về cơ bản là nó cao hơn khá là nhiều so với lại những gì mà các bạn đang thấy ở cái màn hình 4K Thậm chí á, cái màn hình 4K nó còn chưa lên được tới cái mức số 4 nữa Nó chỉ mới là 3840 thôi Nhưng mà nếu các bạn chỉ xài mình ví dụ Windows đi thì các bạn có thể là sẽ không thấy quá nhiều cái sự khác biệt đâu nhưng khi các bạn xài mát tại mát nó có một cái chế độ hidpi nó hơi khác biệt so với lại windows cái chế độ scale ở trong windows mà anh em hay chỉnh á, thì cái chế độ đó là nó phóng to icon nó phóng to chữ nó phóng to tất cả những cái đối tượng đồ họa mà nó có thể làm được ở trên màn hình ra trong khi đó cái chế độ hidpi á, thì nó hơi khác một chút là nó gộp những cái điểm ảnh vật lý thành những cái điểm ảnh logic khi mà nó hiển thị lên thì nó làm cho cái hình ảnh nó mịn hơn, chữ nghĩa đồ nó đẹp hơn. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà những cái màn hình 4K khi các bạn cắm vào những con máy mát, đặc biệt là những màn hình 4K 27 inch mà các bạn để chế độ mặc định đó, thì chữ đúng là nét nó nét thiệt nhưng mà cái không gian của nó chỉ tương đương với lại một cái màn hình Full HD thôi. Tại vì cái độ phân giải 4K thật ra là Full HD các bạn nhân 2 mỗi chiều lên mà thì nó khớp với lại cái hệ số nhân 2 của cái chế độ HIDPI mà macOS nó sử dụng vậy thì nếu bây giờ bạn xài một cái màn hình 27 inch mà bạn muốn có một cái không gian rộng hơn cụ thể là không gian giống như là khi các bạn xài 2560 nhân 1440 thì tức là bạn cũng phải lấy cái 2560 nhân 1440 đó bạn nhân hai mỗi chiều lên đúng không thì nó ra đúng cái độ phân giải 5k trên con studio display này à, còn nếu mà các bạn dùng màn hình 4k mà các bạn scale nó với cái không gian tương tự như một cái màn hình 2560p thì lúc đó chữ nó sẽ không nét bằng hình ảnh nó sẽ không đẹp bằng và các bạn không cần phải có màn hình 5K thì các bạn mới test được cái vấn đề này các bạn đang có MacBook á các bạn nhìn cái chữ trên MacBook của các bạn sau đó các bạn gặp lại các bạn nhìn cái chữ ở trên cái màn hình khi mà các bạn nối ra màn hình rời 4K 27 inch mà các bạn xét về cái chế độ scale á là các bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt mặc dù khi mà chúng ta xài bình thường thì cái khác biệt này á, tạm nó không quá căng thẳng và chúng ta vẫn có thể dễ dàng chấp nhận nó bạn vẫn có thể đồng ý với lại cái chuyện là nó nét hơn nó xịn hơn rất là nhiều so với là một cái màn hình full HD hay một cái màn hình 2K Tuy nhiên... rồi đó là về độ phân giải nhưng mà ngoài cái độ phân giải ra thì chúng ta còn quan tâm tới nhiều yếu tố khác khi mà chúng ta đi coi một cái màn hình chúng ta mua một cái màn hình về sử dụng chúng ta quan tâm tới mật độ điểm ảnh nè chúng ta quan tâm tới độ sáng nè chúng ta quan tâm tới việc nó có hỗ trợ HDR hay không nè thì ngoại trừ cái HDR là một cái chút nữa mình sẽ nói sau còn tất cả những cái yếu tố còn lại thì con màn hình Studio Display này nó tốt hơn so với lại những màn hình khác đang có trên thị trường 4K 27 inch Ở đây là một cái bảng mà mình so sánh giữa con Studio Display với lại con LG Ultra 5K cũng như là một số model màn hình 4K 27 inch phổ biến Để các bạn có thể xem được và các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt của con Studio Display này là gì Thì khi mà các bạn nhìn vô cái cột của con Studio Display các bạn sẽ thấy là nó là một cái thứ gom lại Nó tốt hơn những cái con khác về khá là nhiều mặt đúng không độ sáng của nó cao hơn độ sáng của con này lên tới 600 nít lận trong khi những cái màn hình kia thì chỉ khoảng 350 hoặc là 400 thôi có một số màn hình thì lên được 500 rồi cái mật độ điểm ảnh mật độ điểm ảnh của Studio Display là 216 ppi là cái mức mà các bạn nhìn vô các bạn sẽ không còn thấy rổ nữa hay là các bạn nhìn vô cái công suất sạc đi à, không phải màn hình nào cũng cung cấp được cái công suất sạc đủ cao để các bạn có thể xài với những con máy búp Pro 16 inch hay là thậm chí máy búp Pro 15 inch trước đây với cái mức từ 65 w đổ lại thì nó sẽ phù hợp với lại máy bút e nè MacBook Pro 13 inch nhưng mà từ MacBook Pro 14 inch vẫn ok nhưng mà MacBook Pro 16 inch hoặc là 15 inch thì khi các bạn cắm vào những cái màn hình mà nó chỉ hỗ trợ sạc USB-C tầm 65W hay thậm chí là 45W thì nó sẽ sạc chậm hơn máy nó vẫn chạy được không vấn đề gì chỉ có điều là nó sẽ sạc chậm hơn riêng đối với lại cái thông số về độ sáng với mình rất là quan trọng tại vì khi mà mình ngồi ở trong một cái phòng phòng của mình thì cơ bản là một cái phòng rất là sáng tại vì ngay cái buổi tối ha mình mở đèn như thế này nè thì các bạn thấy là lên video nó cũng đã đủ sáng rồi, còn bình thường mình ngồi làm việc ban ngày á là mình cũng mở rèm ra nữa tức là nó còn sáng hơn nữa. Thì cái màn hình độ sáng cao nó sẽ giúp mình nhìn hình ảnh rõ ràng hơn, giảm được cái phản chiếu, màu sắc nó cũng ok hơn rất là nhiều và nó không bị khó chịu. Hiện nay á khi mà mình đang xài con pseudo Display hoặc là con Pro Display ra của mình, rồi sau đó mình chuyển qua xài cái con LG 27 inch mà mình xài 4 năm nay, ủa phải không ta? Mà mình xài 5 năm nay rồi từ 2016 tới giờ á. là cái mà các bạn hay hỏi mỗi khi mà mình lên video á là mình có thể nhận ra ngay cái sự khác biệt về độ sáng đó và ngoài ra với những người như mình thì khi mà các bạn tìm kiếm một cái màn hình đó, nó không chỉ là cái panel không nó hiển thị như thế nào mà nó còn là cái thiết kế nó còn là cái cách sử dụng nó còn là cái design tổng quan nó nó nhiều yếu tố để mà nó gọp lại lắm thì con studio display có thể xem là cái màn hình duy nhất hiện nay có thể đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu đó À, trừ cái việc màn hình viền của nó vẫn còn hơi dày ra Còn lại thì mình rất là thích cái thiết kế của Studio Display Nhìn từ trước hay sau thì nó cũng đẹp Cái chân đế nó cũng đẹp Cái cách mà nó nâng lên hạ xuống hay là cái cách mà nó đang rất là chắc chắn Nằm chắc chắn trên bàn mình Mặc dù bàn mình là không chắc nha Bàn mình là gõ này nọ là nó dễ bị rung lắm Nhất là khi mà mình xài ARM á Hoặc là khi mà mình xài cái chân của con LG cũ á Nhưng mà cái màn hình Studio Display này và cái chân của Apple là không hề bị rung la của con Studio Display thật sự rất xuất sắc nó làm cho mình không còn bật loa ngoài nữa khi mà mình kết nối với lại cái màn hình studio display. Hiện tại cái màn hình chính của mình là Pro Display XDR thì nó không có webcam, nó cũng không có loa luôn cho nên mình phải xài loa ngoài. Với những cái loa mà tích hợp trong màn hình của LG mà mình từng xài nè, cụ thể là mẫu UL850 hay là những con như là Huawei view chẳng hạn thì những cái loa đó đúng nghĩa là loa chống điếc thôi, nghe rất là dở và gần như không xài được. Mình phải xài thêm cái loa ngoài. Còn với con Studio Display này thì bạn xài được cái này luôn ha. Và rất ngon tới đây thì mình có thể chốt được là studio display nó là một cái sản phẩm rất là lạ nó kết hợp được tất cả những cái tạm gọi là tốt khi mà các bạn tìm kiếm một cái màn hình để các bạn làm việc khi các bạn xài với lại một con máy mát của các bạn ờ, nếu mà các bạn xài win đó, thì mình không nghĩ là studio display nó sẽ là một cái lựa chọn tốt tại vì thứ nhất là giá nó cao và thứ hai là các bạn khó mà điều chỉnh được độ sáng này nọ lắm tại vì những thứ đó nó không có nút cứng nó chỉ điều khiển bằng phần mềm thôi mà win thì không điều khiển được mấy thứ đó ha cho nên là nếu mà các bạn xài mát và các bạn đang tìm kiếm những cái giá trị giống như là những cái gì mà mình tìm kiếm ở một cái màn hình mà mình vừa kể với các bạn á thì gần như bạn không có lựa chọn nào khác ngoài Studio Display hết rồi vậy thì hạn chế của cái màn hình uh, Studio Display này là gì cái hạn chế đầu tiên là nó không hỗ trợ HDR cái hạn chế thứ hai đương nhiên là cái viền màn hình này rồi mình vẫn muốn cái viền màn hình này nó mỏng hơn cái màn hình viền màn hình này á um, nếu mà gọi là mỏng thì cũng không hẳn mà nó hơi lưng lửng, nó không dày như cái viền màn hình ngày xưa nhưng mà nếu các bạn so với lại những con của LG hay là của Dell hay là thậm chí của Asus bây giờ thì cái viền này nó vẫn còn dày lắm. Dù là lý do gì, dù là lý do ví dụ như là Apple đặt chip hay là đặt driver hay là đặt webcam gì đó thì đây vẫn là một cái viền khá là dày Ngoài ra còn một cái điểm nữa mà mình thấy cũng khá là thốn là các bạn sẽ phải chi thêm 400 đô chỉ để có cái khả năng nâng hạ màn hình cho cái chân đế thôi. Cái bản base của con Studio Display á là các bạn chỉ chỉnh được góc nghiêng màn hình ha chứ các bạn không chỉnh được lên xuống, còn cái bản mà mình đang sử dụng ở đây thì chỉnh được cả lên xuống lẫn góc nghiêng màn hình. Nếu như mà mình mua Studio Display á thì mình sẽ chọn cái bản sử dụng Arm tại vì cái Arm bây giờ mua nó rẻ hơn. Các bạn có thể chỉnh được nhiều cái góc nó cực kỳ linh hoạt hơn và cái bàn làm việc, cái không gian làm việc của các bạn lúc đó nó cũng sẽ gọn gàng hơn. Rồi, vậy thì tóm lại Studio Display dành cho ai? Studio Display nó dành cho một cái thị trường ngách những cái người có đòi hỏi tạm gọi là khá cao nếu như mà bạn chỉ đơn giản là bạn muốn mua một cái màn hình có chất lượng thì thật là ngon có thể đáp ứng được tất cả những công việc của bạn với mức giá hợp lý thì các bạn đừng nên mua studio display những cái giá trị mà con Studio Display nó đem lại á, là những cái nghiêng về tinh thần rất là nhiều, những cái làm cho các bạn sướng, ví dụ như là loa hay nè, ví dụ như là cái thiết kế đẹp nè, hay là cái màn hình 5K nè. Cái Studio Display á, nó sẽ không phải là một cái sản phẩm phổ cập giống như là những cái màn hình 4K thông thường đâu cho nên các bạn cũng đừng kỳ vọng là nó rẻ như vậy. Và đó cũng là cái cách mà họ làm, ví dụ như AirPods chẳng hạn. Nó không phải là quá nổi trội về bất kỳ một cái mặt nào hết, tuy nhiên nó là một cái sản phẩm mà kết hợp được đầy đủ những cái mà các bạn cần ở một cái tai nghe vừa đủ tốt để các bạn xài thì mình thấy cái Studio Display nó cũng giống như vậy Ngoài ra thì khi các bạn nhìn vô cái mức giá 1699 đô hay cụ thể là ở Việt Nam là 39 triệu 999 gì, gì đó của con Studio Display á thì các bạn sẽ suy nghĩ là ừ nó phải đáng ra phải có mini LED nó đáng ra nó phải có màn hình OLED gì đó đúng không? Nói chung là nó phải có một cái công nghệ gì đó mới hơn so với lại chỉ đơn giản là một cái màn hình LCD bình thường và sử dụng đền đèn LED bình thường à, nhưng mà mình mới vừa sờ thử á, thì những cái màn hình đang là xài mini LED hiện tại ví dụ như là màn hình của Asus đi hay của Dell đi thì giá của nó lên tới 4.000 đô hay thậm chí là 5.000 đô lận cho nên là ở cái tầm giá này thì mình không nghĩ là sẽ có những cái màn hình mini LED hay là màn hình OLED để các bạn lựa chọn đâu ít nhất là ở thời điểm mà mình làm video gần đây còn có một cái màn hình nữa là màn hình của Alienware nó sử dụng tấm nền là QD OLED, cái tấm hình QD-OLED đó nó khắc phục được vấn đề về độ sáng của màn hình OLED trước đây và nó có thể đẩy lên tới gần 1000 nits luôn. Tuy nhiên là cái độ phân giải của cái màn hình đó thì chưa lên được tới mức 5K như là những gì mà con Studio Display này nó đang sử dụng. Có thể trong tương lai thì Apple sẽ đổi qua xài QD-OLED khi mà nó đã đạt được một cái mức độ phân giải cao cũng như là những cái chất lượng mà Apple mong muốn. Còn hiện tại thì chưa đâu.